Vâng, xin chào các bạn. Những bạn nào đam mê HP thì chúng ta có thể trải nghiệm chiếc laptop này. Với chiếc HP 15S này thì cái giá thành của nó rất là rẻ và cấu hình rất là cao. Tại vì mình thì đang sẵn chiếc HP 15S với full box nha mọi người nhá. Đây, full box này thì chúng ta sẽ có một chiếc máy bên trong và một chiếc hộp với sạc. Đây sẽ là sạc của nó. Đó, máy này thì bên mình đang có giá khoảng tầm 12 triệu rưỡi. Là các bạn đã có ngay một chiếc laptop new rồi. Đó. HP 14S này thì nó trông nó cũng đẹp. À, 15S mình nhầm. Nó có cấu hình tương đối cao với chip Intel thế hệ thứ 11. RAM 8GB ổ 256. Đủ để cho dùng cho các bạn làm các công việc văn phòng hoặc là kế toán. Như là những bạn kế toán này, những bạn kế toán mà sử dụng chiếc này thì nó sẽ rất là hợp lý. Thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím số để các bạn dễ dàng nhập liệu. Máy này là máy new nha mọi người nhé. Đó, HP 15S. Đây, trông nó rất đẹp và sang. Thường thì dòng HP để làm thiên về dòng thời trang, nó dành cho các bạn nữ là nhiều. Nên là dùng dòng này đẹp lắm. Đó, cổng kết nối thì đầy đủ cho chúng ta này, HDMI này, cổng USB-C này và khe cắm thẻ SD ra cắm tai nghe. Bên này thì chúng ta sẽ có là hai cổng A và một cổng sạc. Trọng lượng của nó thì rất nhẹ nhé mọi người nhé. Những bạn nữ dùng dòng này thì rất là thích này. Mình thấy nó cái trọng lượng của nó nhẹ lắm. Màn hình thì chúng ta có màn hình 15.6 inch. Đây là máy new nên là nếu mà muốn mở máy lên thì mình sẽ phải cắm sạc. Thì mình sẽ review qua cho các bạn thôi. Bàn phím gõ rất là nhẹ và êm nhé mọi người nhé. Bàn phím gõ nhẹ và êm này, cái khoảng cách phím thì nó đều, nó chỉ hơi có một chút hiện tượng gọi là tay mình tay to nên nó hơi thô, nó flex một chút thôi. Đó. Còn lại thì rất là ok. Touchpad gì cũng rất là đầm tay này. Đó, một chiếc HP 15S giá chỉ có 12 triệu 500 tại laptop TC. Hàng thì là hàng new full box. Các bạn có thể qua một trong hai cơ sở của laptop TC để trải nghiệm trực tiếp nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Rồi, mình bóc tung tành cái chiếc này ra rồi.